hàng loạt những bộ phim hấp dẫn sẵn sàng đổ bộ trên Zing TV. Mở đầu cơn bão phim truyền hình là câu chuyện của cô nàng độc thân Quái Chiêu và các anh chàng đẹp trai trong Tỷ Tỷ Song Pha. Tuổi học trò tinh nghịch và trong sáng của 8 bạn trẻ cá tính trong 14 ngày đấu trí. Nước mắt đi, nụ cười rạng rỡ. Ước mong Giang tiếp tục hành trình đi tìm và biến những điều ước thành hiện thực cho các bạn nữ. Cuối cùng là tin cực hot dành cho các fan Hàn Quốc. Giờ đây bạn có thể thưởng thức chương trình truyền hình thực tế We Got Married, cặp đôi mới cưới, với khán giả của hơn 10 nước khác trên thế giới. Hãy chờ đón 1 tháng 4 đầy màu sắc